Rồi, bây giờ mình sẽ Rồi, mình sẽ tiếp tục với nội dung tiếp theo. Lecture số 2, đó là mình có một cái introduction đối với một số sản phẩm phái sinh. Cụ thể đây nó là hợp đồng forward future, hợp đồng tương lai này, và hợp đồng option là hợp đồng quyền chọn nhé. Đây là hai loại rất là phổ biến trên thị trường. Thế thì bây giờ đầu tiên chúng ta sẽ cùng giới thiệu về hợp đồng forward. Các em có thể xem definition ở đây nhé, định nghĩa của câu ở đây này. Hợp đồng forward is a binding agreement to buy or sell an underlying asset in the future at a price set today. Là một thỏa thuận, và thỏa thuận này là thỏa thuận bắt buộc cho phép chúng ta mua hay bán một tài sản nào đó. Ở đây tài sản ấy nó gọi là underlying asset nhé. Một tài sản này có thể là tài sản tài chính hoặc là tài sản physical, tức là tài sản có tính vật lý sờ nắm cầm được trong tương lai nhé, tại một mức giá xác định tại thời điểm hiện tại. Ví dụ như là cô nói cái ví dụ hợp đồng cà phê lúc nãy với các em ấy, nhớ không? Cho phép cô bán cà phê, họ sẽ có những hợp đồng cho phép cô mua cà phê nhá. Thì đấy là hợp đồng forward. Nào, long forward position là agree to buy, và short forward position là agree to sell. Ở đây cô muốn các bạn làm quen với hai thuật ngữ là long và short nhá. Long thì nó tương đồng với buy, và short nó tương đồng với sell. Nhưng mà cô lưu ý với bạn, cô dùng từ tương đồng, cô không nói là long là buy và short là sell nhá. Bởi vì sao? Các em hiểu như thế này, đây là tay em, được chưa? Long tức là mình có cái tài sản đấy trong tay, được chưa? Short là mình không có tài sản ở trong tay. Ok chưa nào? Đôi khi là nếu em có sẵn cái tài sản rồi thì người ta nói là long stock hoặc là long co hoặc long put hoặc long cái gì đấy chẳng hạn, tức là mình đã có cái tài sản đấy. Có thể là hôm nay mình mua, có thể là mình mua từ rất lâu rồi thì mình có nói là long cần asset, được chưa? Còn short tức là mình không có, mình không có tài sản đấy, hoặc là từ ban đầu mình không có, hoặc là mình vừa bán thì mình không có nhá. Cho nên là đôi khi long nó hơi khác ba một tí, và đôi khi short nó hơi khác xem. Ok chưa? Cô muốn giải thích kỹ cái phần từ này để các bạn, bởi vì sau này rất dễ các bạn sẽ nhầm cái việc long mà mua là thực ra không là nhá. Thế bây giờ nếu cô nói là long forward position tức là cô đang ở trạng thái long đối với cả hợp đồng tương lai, hợp đồng forward tức là cô thỏa thuận rằng trong tương lai cô sẽ mua tài sản, được chưa cả lớp? Thế còn lại nếu cô short a forward, mà a forward contract tức là cô thỏa thuận rằng trong tương lai cô sẽ bán tài sản. Vậy thì quay trở lại cái ví dụ lúc nãy của cô, đấy là cô là có một trang trại cà phê đúng không, và cô ký một hợp đồng bán cà phê cho Trung Nguyên. Vậy thì cô đang ở vị trí long hay short? Long hay short nào? Trong tương lai cô sẽ làm gì? Cô sẽ bán cà phê, có đúng không các em? Đúng không nào? Vậy cô đang ở vị trí short nhá. Còn ai đang ở vị trí long ở đấy? Trung Nguyên. Ok chưa? Rồi, rất là dễ đúng không nào? Đây thì các em sẽ thấy rằng là nó sẽ có hai loại hợp đồng là forward và future nhá. Ở đây có hợp đồng forward này và hợp đồng future các em nhé. Chờ cô tí. Đây, cô có hợp đồng forward này và hợp đồng future này. Về định nghĩa, về mặt definition, hai hợp đồng này như nhau nhé. Định nghĩa hai hợp đồng này như nhau, đều là một hợp đồng cam kết để mua hay bán một tài sản trong tương lai ở một mức giá định trước. Tuy nhiên hợp đồng forward thì là hợp đồng giao dịch ở thị trường OTC, còn hợp đồng future là hợp đồng giao dịch ở stock exchange, trên thị trường exchange. Và tất nhiên là bởi lý do đấy thì hai hợp đồng này nó sẽ có những đặc tính khác nhau. Tuy nhiên ở cái bài mở đầu này cô sẽ không đi sâu vào cái đấy, và sau này các em sẽ có hẳn một chương để nói về sự khác nhau giữa future và forward nhá. Thì ở đây cô không nhấn mạnh, và từ giờ đến lúc mà chúng ta học đến cái chương đấy thì chúng ta sẽ coi như là đặc tính về future và forward nó là giống nhau. Được chưa? Forward thì tiếng Việt là hợp đồng kỳ hạn, còn future thì ra là hợp đồng tương lai nhá. Rồi một hợp đồng kỳ hạn hoặc hợp đồng tương lai thì nó sẽ
xác định những yếu tố sau. Thứ nhất, nó sẽ cho em biết được là tài sản mà em muốn giao dịch là tài sản gì. Ví dụ như trong cái hợp đồng của cô là cô muốn giao dịch cái gì ạ? Cà phê, đúng không? Và tuy nhiên thì nó phải quy định là cái số lượng cà phê cô muốn giao dịch là bao nhiêu. Ví dụ là cô muốn mua hay bán 1 tấn hay là 2 tấn. Thì thứ nhất là loại tài sản, thứ hai là số lượng tài sản. Và thứ ba thì đối với hợp đồng forward cô phải quy định là chuẩn mực tài sản nữa. Tức là tài sản phải đạt được cái độ tiêu chuẩn là bao nhiêu, ví dụ cà phê chất lượng nó phải như thế nào. Còn nếu mà chất lượng mà kém hơn so với cái thỏa thuận trong hợp đồng thì bên mua họ có thể có quyền từ chối không mua tài sản của mình. Được chưa? Tiếp theo là sẽ có về delivery logistics. Tức là chúng ta sẽ chuyển tài sản như thế nào, tại thời điểm nào, ví dụ như là sau 6 tháng nữa hoặc là sau 1 năm nữa, đúng không? Thời điểm này và tại vị trí nào. Có thể là cô cho xe chuyển đến công ty Trung Nguyên hay là công ty Trung Nguyên sẽ đến tận vườn của cô để lấy cà phê về. Thì tất cả những cái thỏa thuận này sẽ được ghi ở trong hợp đồng. Và cái nội dung quan trọng nhất ghi trong hợp đồng là gì hả các em? Giá nhá, giá thỏa thuận mua bán cà phê trong tương lai như thế nào. Đấy, thì đấy là một ví dụ hợp đồng forward để cho các em có thể hình dung được. Rồi, thế còn đối với hợp đồng future thì nó cũng giống với hợp đồng forward ấy, nhưng mà là nó được giao dịch trên các cái sàn giao dịch chứng khoán là stock exchange, thì nó cũng sẽ có một cái bảng giá như thế này nhá. Một cái bảng giá như thế này thì các em có thể tham khảo cái bảng giá mà cô vừa chỉ cho các em đây. Bảng giá cô vừa chỉ cho các bạn, đúng không? Đấy, cái bảng giá này thì ở đây hơi mờ, hơi khó nhìn, các bạn có thể về tự xem nhé. Và bảng giá của VN Direct thì các bạn sẽ thấy rằng là mình có giá mở cửa này, giá trần, giá sàn này, rồi giá khớp lệnh vân vân, thì tất cả những cái con số này các bạn có thể tìm được ở trên mạng, có thể Google được nhé. Rồi, bây giờ đến cái nội dung quan trọng nhất trong cái phần giới thiệu về forward, đó là payoff và profit. Vậy thì khi mà các em mua hay là bán một hợp đồng forward thì cái payoff, cái phần giá trị em nhận lại là giá trị như thế nào? Bây giờ nhá, cô sẽ demo cho các bạn một bài toán như sau. Forward này, cô lấy một ví dụ như sau. Giả sử hôm nay và today này, thời gian t bằng 0. Đây, thời gian t bằng 0 và t lớn. Chưa? Today, cô long một hợp đồng forward. Chưa? Và mức giá cô thỏa thuận trong hợp đồng là $100 cho 1.000 đô la cho 1.000 điểm. 1.000 điểm cho S&P 500. Để mua cái mã chứng khoán S&P 500 thì cô sẽ long một hợp đồng forward với mức giá là 1.000 điểm. Tuy nhiên mức giá hiện tại trên thị trường cô ký là S, tức là thể hiện cho là spot nhá, spot price. Mức giá hiện tại trên thị trường của cái chỉ số S&P này đang là 1.020 điểm. Được chưa? Cô có những thông số thế này. Rồi, tại thời gian T đáo hạn hợp đồng, cô lấy ví dụ là sau 6 tháng nữa đáo hạn hợp đồng, cô thấy rằng trên thị trường giá giao dịch của hợp đồng giá giao dịch của S&P 500 đang là 1.050 điểm. Nào, cô hỏi các bạn, cô đang lãi hay lỗ? Lãi hay lỗ bao nhiêu? Lãi bao nhiêu? Nghĩ kỹ nha, cô đang lấy hay lấy. Và làm thế nào để tính ra được cái mức này? Các mạnh dạn lên xem nào. Sai thôi. Cô đang có mấy số liệu ở 1.000 này, 1.020 này, 1.050. Phần sau lãi 50. Rồi, ý kiến đầu tiên lãi 50. Có bạn nào chọn đáp án khác không?
Bạn Như giải thích cho cô tại sao mình lại là 50 ấy. Đúng rồi. Đúng rồi, mình có thể hình dung như thế này nhá. Hợp đồng cho phép chúng ta mua với giá là 1.000. Và giả sử ý, cô lấy dụng giả sử em mua nhá, và ngay sau khi em mua em đem đúng cái S&P 500 để em bán trên thị trường thì em được bao nhiêu? 1.050 đúng không nào? Vậy em mua với giá 1.000 và em bán với giá 1.050, vậy thì phần lợi nhuận của em là 50. Ok, thế phần lợi nhuận của cô, profit sẽ được tính bằng là ST trừ đi S bằng 50. Được chưa đó? Rồi bây giờ cô lại giả sử một trường hợp khác, một diễn biến khác xảy ra, đó là khi mà ST của cô thay vì ST là bằng 1.050 thì trong một diễn biến rất là xấu thì thị trường bị giảm giá xuống còn 950 thôi. Rồi điều gì xảy ra? Cô làm sao? Lỗ đúng không nào? Khi mà mình đã ký một hợp đồng forward nhé, một hợp đồng kỳ hạn, thì dù thị trường nó lên hay xuống thì bắt buộc em phải thực hiện cái hợp đồng đấy. Đúng không nào? Như lúc nãy cô còn nói rồi, bắt buộc em phải thực hiện cái hợp đồng này. Và như vậy đồng nghĩa việc em phải mua tài sản với giá 1.000. Và giả sử em automatic em bán tài sản ở trên thị trường với giá là 950 thì em sẽ bị lỗ bao nhiêu? 50. Đúng không nào? Vậy thì profit của cô bằng bao nhiêu? Vẫn bằng ST trừ F đúng không nào? Và bằng âm 50. Được chưa? Vậy thì cô sẽ nói rằng là gì trong trường hợp này? Payoff bằng profit luôn luôn được tính theo công thức là ST trừ đi F. Được chưa ạ? Rồi, bây giờ cô sẽ vẽ đồ thị cái này nhá. Đây, cô vẽ đồ thị đây. Một bên này là ST. Không, một bên là payoff. Payoff của hợp đồng forward. Được chưa nào? Vậy thì các em sẽ thấy rằng là gì? Khi mà giá thị trường của tài sản ấy tại thời điểm đáo hạn nhá, khi mà ST bằng F thì lợi nhuận cô bằng mấy? Bằng 0. Đúng không nào? Khi ST lớn hơn F thì lợi nhuận của cô là dương, và khi ST nhỏ hơn F thì lợi nhuận của cô là âm. Thế thì cô sẽ có một cái đấy là ST trừ F, nó là một phương trình đường thẳng. Đúng không nào? Nó sẽ tăng dần theo ST. ST càng tăng thì lợi nhuận của cô càng tăng. Các bạn có đồng ý với cô không? Nhá. Đấy. Thì đây, cái mức lỗ lớn nhất cô phải chịu đó là mức bằng 0 khi mà tài sản của cô mất toàn bộ giá. Đúng không nào? À sorry. Đúng rồi, tại khi mà cái mức lỗ lớn nhất cô phải là trừ S, đấy là khi mà ST của cô bằng 0, tài sản cô mất hoàn toàn giá thì cô sẽ bị mất toàn bộ số tiền là S. Đúng không cả lớp? Nhá. Thế còn lại cái lợi nhuận của cô sẽ là được chưa? Thế ngoài ra thì bây giờ cô sẽ vẽ cho các bạn một cái trường hợp khác, đấy là thay vì mà cô sử dụng hợp đồng forward nhé, cô mua tài sản luôn, được chưa nào? Thế thì giá trị tài sản của cô nó sẽ tăng như thế này, đúng không? ST có giá trị minimum là 0 và cũng sẽ có maximum là tương đương cùng nhé. Bạn thấy so sánh nhé, đây là trong trường hợp cô sở hữu tài sản này. Đây là trường hợp cô sở hữu tài sản này. Và đây là trường hợp cô chỉ sở hữu hợp đồng forward thôi. Được chưa nào? Giá trị của forward này, rõ ràng payoff của forward này, nó phụ thuộc vào giá trị của tài sản. Em có thấy không? Nhá. Đây. Đây, chờ cô một tí. Cô mở lại đây. Công thức à đây, ok nhé. Rồi bây giờ cô sẽ có một cái tình huống khác như sau. Có một tình huống khác. Bây giờ cô sẽ có hai cái phương pháp.
Phương pháp thứ nhất đó là cô bỏ tiền, cô pay money nhé, cô bỏ tiền để mua S&P 500. Được chưa? Thế mức giá hiện tại cô phải bỏ ra là bao nhiêu? Đây, mức giá hiện tại cô phải bỏ ra để mua S&P 500 là bao nhiêu? 1.020, đúng không các em? Nhá. Nào, bây giờ cô bỏ tiền mua S&P 500 thì cô phải trả là $1,020. Đúng không nào? Rồi, bây giờ cô bỏ ra $1,020 là cô sẽ sở hữu cái tài sản này, đúng không nào? Đồng ý với cô không? Cô sở hữu cái tài sản này, ok. Và trong tương lai nếu mà giá tài sản tăng thì cô lãi và giá tài sản giảm thì cô lỗ. Bây giờ thay vì là cô mua tài sản thì cô sẽ làm hai việc như sau. Thứ nhất là cô long một hợp đồng forward với giá F bằng $1,000. Được chưa? Và cái $1,000 này cô đem cô gửi tiết kiệm. Nhá, cô gửi tiết kiệm hoặc là cô nói là cô mua trái phiếu cũng được, đúng không nào? Mua trái phiếu gửi tiết kiệm như nhau, đều là mình đem cho vay đi. Và cho vay tất nhiên mình sẽ nhận được gì? Lãi. Và cô giả định rằng là sau 6 tháng lãi của cô sẽ là $20. Nhá. Được chưa? Vậy bây giờ các em sẽ thấy rằng là mình sẽ phải so sánh giữa hai phương án này, phương án nào tốt hơn? Phương án nào tốt hơn? Phương số 2 tốt hơn. Chắc chưa? Chắc chưa hả em? Nào bây giờ xem phương án nào tốt hơn thì bây giờ cùng xem là cái pay off của hai phương án này khác gì nhau nhá. Bây giờ câu hỏi các bạn này, cái phương án số 1. Cái phương án số 1 pay off bằng bao nhiêu? Pay off hoặc là nói cách khác là cái lợi nhuận mình nhận về ấy sẽ bằng bao nhiêu? Thì bây giờ em bỏ ra $1,020, được chưa? Đến tương lai giá cổ phiếu tăng lên là $1,050. Được chưa? Thì pay off của em sẽ bằng là giá cổ phiếu trong tương lai trừ giá cổ phiếu của ngày hôm nay bằng $30. Ok? Rồi. Bây giờ tiếp tục phương án số 2, em long forward, nào pay off của em bằng bao nhiêu? Nào, pay off của forward, của forward đúng không? Cộng với cả pay off của bond. Cô biết thế này có được không hả cả lớp? Có được không ạ? Nhá. Nào, pay off của forward bằng cái gì? Đúng không? Bằng bao nhiêu? Chưa? Là 20. Từ từ chờ cô xem nhé, xem nhầm rồi. 150 trừ đi. Ủa, tại sao lại thế? Chờ cô tí cô check lại xem nào. Hay là của bon. Đúng mà. 120. Ờ, đúng rồi, cô biết nhầm. F phải là 1.000. Cô bị nhầm hai cái giá này với nhau. Cả lớp ơi, cho cô xin lỗi nhé. Cô nói lại được không? Cô xin lỗi tí nhé. F phải lớn hơn F. Cô rất xin lỗi cả lớp một tí nhé. Ở đây là cô bị nhầm hai cái giá này thôi. Vì giá future luôn luôn phải cao hơn giá spot. Đây là giá S không, đây là giá S nhé. Nói lại luôn nhé, nói lại từ đầu nhé. Chẳng có là bị nhầm. Cô xin lỗi cả lớp một tí nhé. Là giá hiện tại của chúng ta đối với sản phẩm đối với cổ phiếu đó là 1.000 này, giá cô mua tương lai của nó là 1.020, thì nếu mà thị trường tăng lên 1.050 thì cô lãi được $30, đúng không? Thế còn nếu thị trường giảm xuống là 950 thì cô lỗ bao nhiêu? 30, âm 30. Người ta ép chứ đúng không? Âm 70 chứ, đúng không? Đúng cả lớp, đúng không? Nhá. Nào bây giờ mình sẽ là gì đây? Mình mua và mình mua tài sản ngày hôm nay, đúng không? Thì mình phải trả cả $1,000, đúng không em? Mua tài sản ngày hôm nay mình trả $1,000. Còn lại thì ngoài ra thì mình có thể là mình long 1,020. Trường hợp đầu tiên đó là mình mua chứng khoán ngày hôm nay thì mình phải bỏ ra $1,000. Thế còn trường hợp thứ hai là mình không mua mà mình sẽ long một hợp đồng forward với giá là 1,020. Thì bởi vì mình không phải bỏ ra $1,000 để mình mua chứng khoán ấy, cho nên là em có nguyên 1.000 trong tay đúng không?
Thì 1.000 này em sẽ gửi tiết kiệm và cô giả định là sau 6 tháng nữa thì số tiền em nhận về sẽ là 1.120 cả gốc và lãi. Được chưa? Nói lại nhá, mình mua forward đúng không? Thì mình không phải chi ra 1.000 đô la. Ok. Vậy thì 1.000 đô la đấy em gửi tiết kiệm cho cô. Hoặc là em mua trái phiếu cho cô. Thì sau 6 tháng em nhận được về cả gốc và lãi bao gồm 1.000 đô la và 20 đô tiền lãi. Được chưa? Bây giờ mình sẽ xem nhé, trong trường hợp này payoff của hai phương án là như thế nào. Nếu như mà em mua ở giá 1.000 đô la mà bây giờ giá tăng lên 1.050 thì em lãi 50. Được chưa? Trong trường hợp thứ hai thì em long forward và em mua một cái trái phiếu thì bây giờ payoff của em bằng bao nhiêu? Thì nó sẽ bằng là payoff của forward cộng với là payoff của trái phiếu. Được chưa? Và payoff của forward thì như công thức lúc nãy cô đã cho các bạn rồi, sẽ bằng là giá tài sản tại cái thời điểm mà em settlement ấy trừ đi giá của hợp đồng forward, đúng không nào, và cộng với là payoff của bond. Nào bây giờ mình cùng xem nhá, 1050 đúng không nào, trừ đi forward là bao nhiêu? 1020 cộng với cả 1020, đúng không các em? Có đúng không các em? Vậy thì về cơ bản là payoff của em chính là ST. Và nếu như em so sánh cái payoff ST này với cái giá S0 thì em cũng vẫn lãi là 50. Vậy thì cô sẽ nói rằng là gì? Trong trường hợp này, việc mà em mua hợp đồng forward và số tiền mà em không tiêu ấy, em gửi tiết kiệm thì nó cũng giống với việc là em mua tài sản ngày hôm nay và em giữ tài sản đến tương lai. Nó là equivalent, nó là giống hệt nhau. Nó mang lại cho em payoff là như nhau. Lớp mình hiểu chưa ạ? Nhá. Được chưa các em? Đấy. Thì đây cô nói lại nhá. Là trong trường hợp số 1, khi mà em mua tại thời điểm T bằng 0, em mua đúng không nào? Tài sản giá S0. Thì tại thời điểm T bằng T lớn này thì em sẽ có S&P 500 ở mức giá là ST. Được không? Thế còn lại nếu như mà tại thời điểm 0 này này, em quyết định là em mua forward và xong rồi em sẽ gửi tiết kiệm, tức là em mua một cái trái phiếu. Được chưa? Thế thì tại thời điểm T này em cũng sẽ có được một cái danh mục đầu tư với giá trị bằng với ST. Tức là hai trường hợp này nó sẽ cho em một cái giá trị là như nhau. Các bạn hiểu chưa? Thế thì đồng nghĩa với việc là em mua S tương đương với S cộng với cả một trái phiếu. Mua tài sản ngày hôm nay giống với việc là em mua một hợp đồng phái sinh và số tiền còn lại em được tiết kiệm. Có cần cô nói lại cái này không? Vừa nãy cô hơi bị nhầm một tí nên các bạn có vẻ hơi confusing. Có cần cô nói lại một lần không? Thắc mắc gì không? Nhìn tổng quan nhé. Nhỏ quá. Rồi cứ dành một phút để nhìn tổng quan và có thắc mắc gì hỏi lại cô. Đây, bây giờ cô giải thích lại cho các bạn theo cái vẽ table này, các bạn sẽ dễ hiểu hơn nhé. Bây giờ cô sẽ có hai thời điểm là T bằng 0, được chưa? Là thời điểm hiện tại. Và T bằng T lớn là thời điểm đáo hạn của hợp đồng. Ok. Bây giờ phương án số 1, đấy là cô bỏ tiền mua cổ phiếu ngày hôm nay. Thế thì theo các em về xét về dòng tiền thì tại điểm T bằng 0 cô sẽ mất bao nhiêu tiền? 1.000, đúng không? Thì cô sẽ ghi dòng tiền của cô là trừ 1.000. Được chưa? Tại thời điểm T bằng T lớn thì cô vẫn có trong tay cổ phiếu đấy rồi, đúng không? Cô bán nó đi thì dòng tiền của cô là bao nhiêu? 1.050, đúng không? Hay nói cách khác, ở đây là cô mất đi trừ S0 và đây là cô được thêm về ST. Các bạn đồng ý với cô không? Rồi. Bây giờ ở phương án số 2 nào. Phương án số 2 bao gồm giao dịch thứ nhất là forward và thứ hai là bond. Khi mà cô giao dịch forward thì dòng tiền của cô
tại thời điểm t bằng 0 là bao nhiêu? Khi cô ký một hợp đồng kỳ hạn thì tại thời điểm mà cô ký, cô có phải bỏ ra đồng tiền nào không? Không, đúng không nào? Vậy thì dòng tiền của cô sẽ là không ở đây, đúng không nào? Tuy nhiên cô lại bỏ 1.000 đô la để làm gì? Để cô cho vay, đúng không nào? Ở dưới dạng là việc cô mua trái phiếu. Thế thì như vậy dòng tiền trái phiếu của cô sẽ là trừ 1.000. Đó là đồng ý với cô không? Nhá. Nào, bây giờ tại thời điểm T bằng T lớn, các em thấy rằng là cái forward này này, cô ký hợp đồng quyền chọn mua đúng không nào? Thế thì cô sẽ phải bỏ ra dòng tiền là bao nhiêu để cô mua tài sản nhỉ? Bỏ ra bao nhiêu? 100 bao nhiêu? 1020 đúng không nào? 1020 cô phải bỏ ra 1020 để cô mua tài sản đúng không cả lớp? Tuy nhiên cô lại làm sao nhỉ? Ngay lập tức cô bán được cái tài sản đấy trên thị trường thì cô thu về bao nhiêu? 1050 có đúng không? Đúng không nào? Và ngoài ra thì cô còn thu được tiền gì nữa? Tiền lãi cộng với cả vốn cũ đúng không nào? Là bằng bao nhiêu? 1020. Được chưa? Vậy thì bây giờ mình cộng tổng dòng tiền này nhá. Mình thấy là ở cả hai phương án, tại thời điểm T bằng 0 cô đều chi ra bao nhiêu? 1.000 đúng không? Và tại thời điểm T bằng T lớn, khi mà hợp đồng đáo hạn thì cô đều thu về bao nhiêu? Cả hai trường hợp cô đầu tư số tiền như nhau thì cô nhận về giá trị như nhau. Bạn hiểu chưa ạ? Hiểu chưa? Thế bây giờ cô sẽ hỏi các em nhé. Vậy thì tại sao cô lại không lựa chọn việc mua tài sản ngày hôm nay và đợi đến tương lai mà cô lại mua hợp đồng forward để làm gì? Vì hai phương án đấy cho cô cái mức lợi nhuận như nhau, giá trị như nhau, đúng không các em? Đấy, cái câu hỏi cô đặt ra là tại sao tại thời điểm T bằng 0 ấy, ngày hôm nay này, cô không lựa chọn mua tài sản mà cô lại lựa chọn tham gia vào hợp đồng forward? Có những lý do gì? Thứ nhất là chưa có vốn. Từ từ, ở bình tĩnh nhá. Thứ nhất bạn Như nói là vì hôm nay cô chưa có vốn. Đấy là một lý do đúng, đúng không? Để chờ vốn, đến 6 tháng nữa vốn mới về chẳng hạn. Rồi, tiếp tục, lý do tiếp theo. Giá nó không lên, giá nó xuống thì kể cả giá nó xuống nhá, thì đến thời điểm này cô cũng bị lỗ ở bên forward mà. Đúng không? Trong mọi trường hợp thì hai cái phương án này, hai cái case này đều mang cho cô lợi nhuận như nhau. Đúng không? Nào, có lý do gì nữa? Mua trái phiếu. Ui dồi ôi, không, mình đang xét về mặt con số nhá. Mình không nói thì cái phần mình nhận lại, còn lại những cái yếu tố ngoại vi là lợi ích mang cho người khác cô không nói đến ở đây. Nào, thử có ý kiến cho cô xem nào. Đi cả lớp. Rồi, thứ nhất là mình chưa thể có tiền đúng không? Thứ hai là gì? Thứ hai là đây, nếu đây là cô mua cổ phiếu thì không sao, nhưng giả sử đây là cô mua cà phê thì sao? Nếu giả sử cái tài sản này đang làm cà phê thì sao? Không. Sao em nói đi. Nhưng mà tức là nó đang bán trên thị trường với giá đấy thì là cô mua được thôi. Vấn đề là gì? Mua về để đâu? Đúng không? Bây giờ cô mua vào thời gian T bằng 0 và cô phải giữ nó thời gian T bằng T lớn đúng không nào? Vậy thì 6 tháng này cô để ở đâu? Lưu kho. Đúng không? Lưu kho mất gì? Mất tiền. Thứ hai là gì? Hàng hóa. Có những hàng hóa dễ hỏng thì lưu kho có thể làm giảm chất lượng của hàng hóa, đúng không nào? Trong khi cái trường hợp thứ hai này thì cô không phải lưu kho, đúng không nào? Và hàng hóa cô cũng không, nó luôn được tươi mới, đúng chưa cả lớp? Vậy thứ ba nó cũng liên quan đến nhu cầu nữa. Có khả năng là gì? Là cô mua cà phê cho sản xuất kinh doanh nhưng mà phải 6 tháng tới cô mới cần, còn bây giờ mua về cô cũng chưa sử dụng luôn, đúng không nào? Thì mình phải phù hợp với cái mục đích của mình. Đấy, thì đấy là lý do tại sao mà người ta vẫn thường forward mà thay vì là người ta mua trực tiếp cái tài sản đấy và đợi đến tương lai để mình bán cái này lại đi. Các bạn hiểu chưa ạ? Đấy là hợp đồng forward. Rồi, cô rất xin lỗi lúc nãy là cô nhầm về con số một tí nhá. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với cái loại hợp đồng tiếp theo.
sao đi, đó là hợp đồng option. Cái hợp đồng này hơi phức tạp hơn một tí nha các bạn nhé. Hợp đồng quyền chọn thì nó sẽ có hợp đồng quyền chọn mua và hợp đồng quyền chọn bán. Còn hợp đồng forward thì mình chỉ nói là mua forward và bán forward thôi. Còn đây là phải quyền chọn mua, là hợp đồng call option nhé. Call option này là hợp đồng quyền chọn mua, và tí nữa mình sẽ có một hợp đồng quyền chọn bán. Thế thì bây giờ các em hãy cùng định nghĩa với cô nhé, xem là hợp đồng quyền chọn mua này là hợp đồng như thế nào. Rồi. Hợp đồng quyền chọn mua định nghĩa là a non-binding agreement. This is a right but not an obligation to buy an asset in the future at a price set today. Định nghĩa là đây là một hợp đồng không bắt buộc. Không bắt buộc cho phép chúng ta mua một tài sản trong tương lai ở một mức giá xác định trước. Nào, vậy tại sao nó lại gọi là hợp đồng không bắt buộc? Vậy thì future call option này nó khác gì với cả hợp đồng forward? Cô giả sử như cô long một hợp đồng call, nhá, long a call với mức exercise price là 1020, và các bạn lưu ý nhé, cái giá của hợp đồng option người ta gọi là, cái giá quy định ở option là exercise price, nó ký hiệu là chữ x chứ không phải biểu chữ f như hợp đồng forward nữa. Tức là gì? Khi con nói cô long a call at the exercise price of $1,020, it means, nó ý nghĩa là gì? Là nó cho phép cô được mua cái tài sản đấy với giá là bao nhiêu? $1,020 tại thời điểm đáo hạn của hợp đồng. Được chưa ạ? Nào bây giờ cô hỏi các bạn nhé, tại thời điểm T lớn có hai tình huống xảy ra. Nếu như giá của tài sản đang là 1,050 thì sao? Đúng rồi, thì các em sẽ mua nó với giá là 1,020. Hay nói cách khác là các em sẽ lựa chọn, các em exercise, em thực hiện cái hợp đồng này, exercise the call nhá, các em thực hiện hợp đồng này và em được quyền mua tài sản với giá là 1,020. Em lãi bao nhiêu? 30, đúng không nào? 30 trên một tài sản nhá, một đơn vị tài sản. Bây giờ cô lại lấy một ví dụ khác là giá tài sản nó giảm xuống còn $950. Nào, trong tình huống này nếu nó là forward thì các em vẫn phải mua tài sản với giá là 1,020, có đúng không ạ? Và các em sẽ bị lỗ $70. Tuy nhiên nếu đây là một hợp đồng quyền chọn, hợp đồng option, nó sẽ cho phép em được quyền say no. No là sao? Tôi không mua nữa đúng không? Nào, mình sẽ, nào không, không biết được sao. Được chưa? Vậy thì mình lãi lỗ bao nhiêu hả các em? Đúng rồi, trường hợp này là lãi 30 nhá. Và trường hợp này vì mình không thực hiện nó đúng không nào, vậy mình chẳng lãi chẳng lỗ gì cả. Profit mình bằng không. Có lợi không? Lợi quá đi đúng không nào? Nào, thế bây giờ đấy, em là người, em đặt tình thế là em là người mua hợp đồng quyền chọn nhá. Thế bây giờ rõ ràng nếu em mua hợp đồng thì sẽ có, phải có người bán cho em, có đúng không? Đúng cả lớp. Nào thế đối với đây là người bán nào, người bán có sẽ gọi là short the call. Thì thực ra mà nói nhá, cái lợi nhuận này của em là lấy từ đâu? Lợi nhuận này của em thì lấy từ đâu? Thì ở trên thương trường ấy, lợi nhuận của anh mua thì sẽ là lỗ của anh bán. Lợi nhuận của anh bán sẽ là lỗ của anh mua. Các bạn có đồng ý với cô không? Vậy thì trong trường hợp này, nếu mà em bán quyền chọn mua này cho một người khác nhá, thì tại cái mức giá cao như này này, khi mà giá thị trường cao thì em vẫn phải bán cho người ta ở mức giá bao nhiêu? Người ta vẫn mua được của em với mức giá là 1,020 và người ta lãi 30. Đồng nghĩa với việc là gì? Là thay vì em bán được ở mức giá 1,050, em chỉ bán được với mức giá 1,020 thôi. Và em lỗ bao nhiêu? 30, đúng không nào? Đúng không? Thế còn trong trường hợp giá thị trường đi xuống thì người ta lại lựa chọn là không thực hiện cái hợp đồng này. Vậy là em có bán cho người ta không? Không, tức là em có được lãi gì không? Cũng không luôn, vậy thì profit của em bằng không. Thì em có thấy không, trường hợp này profit nó làm sao? Nó ngược nhau. Các bạn hiểu chưa? Rồi, thế anh bán có thiệt không? Thiệt quá đi, đúng không nào? Thế thì có ai chịu bán được không? Không ai chịu bán. Thế nhưng mà nó vẫn tồn tại vậy. Câu hỏi của đại gia là tại sao hợp đồng vẫn tồn tại? Đúng không? Nếu các em nhìn vào cái bài học này thì các em sẽ không ai muốn làm người lái cả.
nhà mình đúng không ạ? Nên là tại sao những người nào phải có thể đang bị điểm hơn ạ? À? Có lời là lời đâu? Thưa cô, có lúc nào cũng không em? Bây giờ cô có phải là chỉ ra với cô từ phần nào mình mua được? Kể cả mức giá có đi xuống nhá, mức giá càng đi xuống thì em lại lựa chọn là em cũng có điểm hợp đồng đúng không? Nó khác với con quất, nhưng con quất là em có lúc lỗ lúc lãi, còn cái này thì lúc nào cũng lãi. Được làm cái gì mua? Đấy là tao. Thôi rồi à. Tại trên cô rồi. Thầy cô hiện là trên cô rồi. Nào trường hợp nào? Đó. Thực ra mà nói ấy, thì trong mọi trường hợp payoff của người mua luôn là số lớn hơn hoặc bằng 0, và payoff người bán luôn luôn nhỏ hơn hoặc bằng 0. Tuy nhiên người bán sẽ được compensate, sẽ được bồi thường bằng một khoản người ta gọi là home premium. Home premium dịch là phí quyền chọn. Phí quyền chọn nhé. Từ giờ trở về sau cái home premium này cô sẽ viết tắt là C. Tức là khi mà chúng ta ký hợp đồng với nhau thì người mua luôn luôn phải trả một cái mức phí nhất định cho người bán. Dù người mua có lãi hay không thì mức phí đấy luôn phải trả hợp đồng. Được chưa? Và cái mức phí đấy là mức phí để người ta mua cái quyền được lựa chọn, mua cái sự được lựa chọn. Nghe nhá. Thì cô lấy ví dụ là trong trường hợp này tại thời điểm T bằng 0, khi mà chúng ta enter vào cái hợp đồng này thì người mua, anh người mua đã phải trả cho anh người bán một mức phí premium. Cô lấy ví dụ là bao nhiêu đây? Không phải 10%. Theo giá cổ phiếu lấy ví dụ giá là $22. Được chưa? Nó sẽ phụ thuộc vào giá cổ phiếu tại thời điểm mua nữa. Nhưng mà rồi sau mình sẽ học là làm thế nào để mình định giá được cái premium này là bao nhiêu nhá. Tuy nhiên là sẽ phải trả một mức phí nhỏ như thế này để trả cho anh người bán. Em nhắc. Thế thì dù rằng là người mua có lãi $30 hay người mua có không lãi ở đồng nào thì cái mức phí này là chắc chắn phải mất. Em hiểu chưa? Cái mức này chắc chắn phải mất. Và cái mức này sẽ chính là lợi nhuận của anh người bán. Nhắc. Thế cho nên là gì? Đối với hợp đồng quyền chọn thì cô sẽ phân biệt hai khái niệm payoff và profit, nó sẽ không giống nhau. Được chưa? Payoff và profit không giống nhau ở chỗ là gì? Payoff là cái giá trị này này, trừ 30 và 0 này, cô vừa tính cho các em nhé. Thế còn profit nó sẽ là bằng payoff cộng với cả cái premium. Được chưa các em? Ví dụ nhá, đối với anh người bán thì cô sẽ cộng thêm vào đây là cái premium là $22 nữa. Được chưa? Thế là sẽ có trường hợp anh ấy lãi được $22 và có trường hợp anh ấy sẽ bị lỗ $8. Em hiểu chưa? Thế còn đối với người mua thì cô sẽ phải trừ cái premium này đi. Ở đây. Các bạn hiểu chưa? Được chưa? Có một cái trường hợp là cái người thằng người mua ấy ạ. À, người ta không người ta có thể trả cái $22 này cho người bán. Và cái mà người ta không mua nữa, trả cái người ta lỗ $22 đi, mà người ta phải trả người ta mua lên lãi hơn thì $22 đấy. Giá người ta mua cái giá mà mình đỗ đi. Rồi. Cái giá người ta trả là $22. Câu hỏi rất hay nhá. Nhưng mà thứ nhất cô phải nhấn mạnh với các em là với em là gì? $22 là trong mọi trường hợp lúc nào cũng mất. Thế nếu như mà em vừa mua với giá lỗ và em lại vừa mất $22 thì em mất cả hai. Trong khi em dừng việc mua lại thì em không mất gì và em chỉ mất $22 thôi. Đúng không? Còn lại cái câu của em là làm em nghĩ rằng là chỉ khi nào exercise em mới phải mất đúng không nào, nhưng mà thực ra là kể cả em lựa chọn không exercise thì em vẫn mất cái đấy, em phải trả ngay từ đầu. Các bạn hiểu chưa nhá? Nào bây giờ cô sẽ lấy một cái ví dụ khác nhá. Bây giờ các bạn cùng làm với cô nhá. Bây giờ cô sẽ có một hợp đồng quyền chọn mua call option này với giá premium là $5.25. Cái mic này nó mờ thế nào nhỉ? Đây. Rồi, mình chọn mua này call với giá là $5.25. Được chưa ạ? Cô có cái
F0. Giá hiện tại của tài sản là 170 đô la. Và cô có một exercise price, giá thực hiện mua tài sản này là 165 đô la. Được chưa? Bây giờ cô muốn các bạn tính cho cô xem là payoff. Payoff nhé. Và profit của người mua và người bán là bằng bao nhiêu? Trong những trường hợp sau, thứ nhất là khi thị trường tăng lên 70, 175, 180 và khi thị trường giảm xuống 165, 160, 155. Rồi, có 6 tình huống như thế này nhé, các bạn tính cho cô là thứ nhất là payoff bằng bao nhiêu và thứ hai là profit bằng bao nhiêu của người mua và người bán. Hai bạn đầu tiên làm xong cô cộng cho nửa điểm nhé. Hai bạn đầu tiên viết ra giấy đi. Làm xong mang lên nộp cho cô mà đúng thì cô sẽ cộng điểm cho các bạn nhé. Bạn Chi và sau thì cô cũng nói lại luôn. Đấy là cô có cái policy là cộng điểm. Điểm với cộng vào quiz. Tối đa là 3 điểm mỗi quiz. Mình có 2 quiz. Và tối đa em sẽ được cộng 6 điểm. Quiz là 10% đấy. 6 điểm là 0.6 điểm là điểm final rồi. Bạn nào xong chưa? Thank you.
Lớp nào lâu thế? Cô làm loáng cái xong. Mình học trên lớp nhiều, mình học ở nhà, đúng không? Ở nhà có thể học. Ví dụ một bài rồi từ những lần sau thì các em có thể tự làm, cô sẽ cho một ví dụ khác để làm cho nhanh. Nào, bây giờ các bạn cùng xem với cô nhá. Bây giờ cái mức giá của cô đây, cô zoom mé lại, không biết cả lớp có nhìn được không. Cô đang mua một hợp đồng quyền chọn mua với mức giá là 5,25 đô la, và cái giá để mua tài sản của cô là 165 đô. Cô cần quan tâm đến mức này không?
Không, đúng nào, mình chỉ cần quan tâm đến cái mức exercise price thôi. Rồi, bây giờ trong những trường hợp nào cô sẽ exercise cái quyền chọn này? Cô thực hiện quyền chọn này khi nào? Khi giá thị trường từ mức nào trở lên? Khi giá thị trường lớn hơn 165 đô, đúng không nào? Nếu giá thị trường lớn hơn 165 đô mà cô được mua với giá 165, tức là cô có lãi. Thế còn nếu như giá thị trường dưới 165 đô thì tức là cô thả ra thị trường mua còn hơn, đúng không nào? Còn rẻ hơn là thực hiện hợp đồng này. Vậy mình sẽ lựa chọn là không thực hiện hợp đồng này. Ok. Rồi, bây giờ các em nhìn ngay ra đây nhá. Trong ba cái trường hợp này em có thực hiện hợp đồng không? Ở trên thì có, ở dưới là không là sao? Không, cô đang nói là từ không nhìn rõ à? Từ 155 đến 165. Khi mà giá thị trường thấp hơn so với exercise price. Nào, đây là ST nhỏ hơn exercise price thì em có thực hiện hợp đồng không? Không. Vậy thì payoff của người mua hợp đồng sẽ bằng bao nhiêu? Payoff bằng mấy? Bằng không. Không thực hiện hợp đồng mà em, đúng không nào? Không thực hiện hợp đồng thì mình chả mất gì và mình cũng chẳng được gì cả, đúng không nào? Đây con nói payoff nhá, thành con profit thì sao? Không, cô đang nói là người mua nhá, là bên long nhá, chưa nói người bán. Cô đang chỉ nói về người mua thôi nhá. Ok, cô check lại các bạn là từ đây đến 5 phút nữa là cô chỉ nói về người mua thôi, bây giờ nói về người bán tính sau thế nào. Thế ở vai trò người mua này, payoff của anh ta là không, anh ta không được gì cả. Tuy nhiên anh ta mất đi cái gì? 5,25 là whole premium, đúng không? Thì nó sẽ rơi vào phần profit. Profit sẽ bằng payoff trừ đi premium. Thế em thấy rằng trong trường hợp này cô sẽ là 5,25 âm nhân 5,25. Đồng ý với cô chưa? Rồi, bây giờ đến tình huống tiếp theo. Đấy là khi mà giá cổ phiếu tăng lên và nó lớn hơn 165 đô la thì chúng ta sẽ làm sao? Thực hiện quyền chọn, đúng không? Thực hiện quyền chọn này thì các em sẽ thu được lợi nhuận bằng bao nhiêu? Đúng rồi, em sẽ là mua với giá là 165 nhưng em bán được với giá là ST là 170 hoặc 175 vân vân, đúng không nào? Thì các em sẽ thấy rằng là khi mà ST lớn hơn X, em thực hiện quyền chọn thì lợi nhuận của em sẽ bằng là ST trừ X, đúng không nào? Nó sẽ bằng bao nhiêu? 5, 10, 15. Đúng chưa? Và phần lợi nhuận của em sẽ đơn thuần chỉ là gì thôi? Là lấy cái giá trị đấy trừ đi cái co premium thôi, có đúng không nào? Bây giờ trừ 0,25 4,75 đúng không? Ừ? 9,75. Đúng 5 đúng không? Đừng làm cô hoang mang. Cô tính nhầm đúng mà. Đúng chưa cả lớp? Đơn giản không? Thấy không? Chưa đầy 1 phút xong 10 rồi. Cả lớp đồng ý với cô không? Rồi, bây giờ đến bên phần short payoff. Short payoff mà bên short là bên gì? Bên bán cái hợp đồng quyền chọn mua này cho em. Đấy, cái thuật ngữ này rất là dễ nhầm nhá. Bán hợp đồng quyền chọn mua tức là short local. Trong tiếng Anh nó short local nghe rất là dễ hiểu đúng không nào? Nhưng mà dịch ra tiếng Việt em lại bán hợp đồng quyền chọn mua, sẽ mua hợp đồng quyền chọn mua. Thành ra mình rất là dễ nhầm. Cho nên là mình đừng tư duy theo tiếng Việt, mình tư duy theo tiếng Anh nhá. Đây là người bán cái hợp đồng call ấy, short call. Thì em thấy rằng là gì, đơn thuần nó chỉ là ngược lại với bên long thôi, đúng không nào? Ví dụ bên long đang là không thì bên này cũng là không. Bên long đang là dương thì bên này chuyển thành âm. Đúng chưa? Bên này cũng vậy, dương này. Đấy, bên này bắt đầu lãi 0.25 này, lại bắt đầu lỗ. Lỗ. Cả lớp thầy có nhanh không? Chưa đầy nửa phút nữa, cộng lại cô chưa đầy 2 phút. Sao các bạn tính gì mà nhiều thế? Bạn tính gì mà lâu thế? Ừ, đi thi chúng ta thi multiple choice, toàn tính toán thế này thì fail hết à? Random á, chết thật. Quên chưa nói với các bạn về cấu trúc đề thi, tí nữa
Tí nữa kết thúc bài cô sẽ nói về cấu trúc đề thi cho các em. Cấu trúc assessment structure. Được chưa cả lớp hiểu bài này chưa? Nào bây giờ tiếp nối với bài này, cô muốn các em làm thêm một cái bước nữa cho cô, đấy là vẽ đồ thị nhá. Cái phần vẽ đồ thị này rất là quan trọng. Nào bây giờ cô sẽ vẽ đồ thị như sau. Đây là với bên long này, bên mua hợp đồng call option. Nào, bây giờ các bạn hãy nhìn cho cô nhé. Ok, bây giờ với bên mua hợp đồng này, các em sẽ thấy rằng là khi mà giá thị trường này, tại thời điểm thực hiện hợp đồng ấy, giá thị trường nhỏ hơn cái exercise price, thì khi đó payoff của em luôn luôn bằng 0, có đúng không? Thế bây giờ cô sẽ để đây là chữ x đây nhá, đây là exercise price. Vậy thì cứ khi nào mà giá thị trường nhỏ hơn x thì payoff của em nó sẽ là nằm ở trên cái đường ngang này này, thì nó bằng 0. Có lớp đồng ý với cô không? Nó luôn luôn bằng 0 mà nhá. Thế còn khi mà giá thị trường nó lớn hơn cái exercise price thì em thấy rằng payoff của em sẽ bằng là ST chữ x, đúng không? Và nó sẽ là phương trình đường thẳng đi lên. ST càng tăng thì em càng được lợi nhuận nhiều, đúng không nào? Bởi vì x là số cố định rồi. Vậy thì phương trình đường thẳng của em nó sẽ đi lên như thế này. Các bạn có thấy không? Đây là payoff của em. Đồng ý với cô chưa? Rồi. Thế bây giờ profit thì sao? Profit thì chính là payoff trừ đi cái gì? Trừ đi co-premium, đúng không ạ? Nào bây giờ cô sẽ vẽ nhá. Và nếu mà payoff trừ đi premium thì rất là đơn giản. Bây giờ cô sẽ vẽ chính cái đường này, và cô lùi nó xuống một mức bằng chính cái co-premium ở đây. Em đồng ý với cô không? Đồng ý với cô không nhỉ? Nhá. Nó song song thôi mà, đúng không nào? Bởi vì chính là cái đường đấy, nhưng mà chúng ta shift nó xuống một đoạn bằng 5,25. Nhá, mình lùi nó xuống một đoạn 5,25. Tức là trong trường hợp mà ST nhỏ hơn X thì profit của mình luôn luôn bằng với cả cái mức premium mình mất đi, trừ 5,25 ở đây. Được chưa? Còn lại sau đấy thì nó sẽ bằng là ST trừ X và trừ đi premium. Nó vẫn là một phương trình đường thẳng tăng dần so với ST. Được chưa? Vậy thì đây là đồ thị profit và payoff đối với bên long. Được không? Thế bây giờ các bạn có thể vẽ đồ thị cho bên short cho cô được không? Được à? Được như nào? Vẽ đi xem nào. Bên short vẽ cực kỳ dễ luôn. Bên short vẽ như nào? Bạn nào vẽ được cho cô nào? Bạn nào lên đây vẽ cho cô có nửa điểm. Ai xuống vào? Được chưa? Được chưa? Chi? Lên đi. Nào, thấy có bạn nào xung phong không? Bạn Thắng. Nào được không em? Cuối cùng à? Thôi ạ. Ừ thế bạn cuối cùng, Quang Anh. Nào, mạnh dạn lên vẽ cho cô xem nào. Có cái gì đâu. Quang Anh nãy được cộng nửa điểm rồi đúng không? Hay một điểm rồi? Ừ. Nào lấy, cô lấy màu đỏ nhá cho nó đẹp rồi. Ừ em vẽ payoff. Payoff bằng mực đỏ trước cho cô. Của bên shop. Cái gì đây? Vẽ cái gì đây? Lúc đầu nếu mà thấp quá thì nó nào nó có xây. Cứ vẽ đi, cứ vẽ đi. Không phải run. Cô làm gì đâu kìa. Đôi tay em run. Rồi. Ví dụ này bắt đầu giá càng tăng thì nó ở tầng đại. Ừ, đúng rồi. Điểm đấy là điểm nào? Điểm đấy là điểm lúc mà giá bằng thị trường. Giá bằng thị trường là giá thị trường là ST rồi lại còn giá bằng thị trường. Giá thị trường là giá thị trường. Bằng trên giá hợp đồng. Đúng rồi. Em đấy là em để cho cô chữ X vào đây. Rồi. Số con có làm gì đâu mà sao lại run đấy nhở? Mà cái máy nó không đau đâu, em cứ biết nó mạnh mạnh. Được rồi, rồi tôi cảm ơn. Thực ra là cộng nửa điểm bé hơi non nhá.
Nhưng mà cộng nửa điểm thì ủng hộ tinh thần. Thứ nhất này, cái đường bạn ý vẽ đây không phải là payoff nhá, đây là profit các em nhá. Đường payoff là đường gì? Đúng rồi, nó phải nằm dưới đúng không nào? Nào, thôi cô xóa đi, cô vẽ lại nào. Mất cảm quan quá đi. Các bạn quá đáng. Nào. Các em nhá, các em sẽ chỉ đơn giản như này thôi. Các em thấy rằng là lợi nhuận của người mua là lỗ của người bán. Lợi nhuận bán lỗ người mua đúng không? Các em cứ giống từ cái đồ thị này này, đối xứng với nó qua trục hoành. Biết trục hoành trục nào không? Nằm ngang nhá, đối xứng với cái này qua trục hoành. Ví dụ đây, cô vẽ màu xanh lá cây nhá. Payoff của người bán sẽ là đường này. Ui chết rồi. Đúng rồi, return. Không gì hết. Nào, payoff của người bán nhá các em nhá. Được chưa? Đúng chưa? Rồi, bây giờ đến profit nào. Còn màu gì nữa nhỉ? Màu đen đi. Profit sẽ là đường như thế này. Được chưa nào? Cắt ở đây. Đấy, của cô cũng run tay rồi này. Tự nhiên em vẽ run làm cô cũng run theo. Được chưa? Các bạn thấy chưa? Rồi nhá, bây giờ cô triển khai cái đường này sang bên này nhá. Thì các bạn sẽ thấy nó như thế này. Quay off đây. Tổng thống đây, đây là inside price đúng không? Và mức này chính là home premium. Được chưa nào? Còn profit sẽ là đường này. Màu xanh này hơi khó nhìn tí. Được chưa các bạn? Thấy chưa? Có dễ không? Ừ, 5,25. Trên này sẽ là 5,25. Thế nhá, các em thấy ở đây 5,25 thì đây cũng phải là 5,25. Đúng không? Có thắc mắc gì không? Rồi, trước khi mà move on thì cô muốn nói thêm một vấn đề nữa liên quan đến cái home premium này để cho các bạn đây nhá. Các em thấy rằng là gì? Cái home premium này chúng ta phải trả vào thời điểm nào? Cái phí quyền chọn này mình trả vào thời điểm nào? Ban đầu tại thời điểm T bằng 0, có đúng không? Tại thời điểm T bằng T lớn thế này thì là làm sao? Là cô mới tính payoff và profit. Đúng không nào? Thế thì rõ ràng là cái số cô premium cô trả 5,25 đô la này tại thời điểm T bằng 0 nó có giá trị bằng bao nhiêu tại thời điểm T lớn này? Nó còn có giá trị bằng 5,25 nữa hay không? Không. Khi mà mình so sánh những dòng tiền tại thời điểm khác nhau thì chúng ta luôn luôn phải nhớ đến cái gì nhỉ? Time value of money. Đúng không nào? Vậy thì khi đó nhá, cô lưu ý với các bạn một vấn đề là từ nãy đến giờ cô chỉ trừ trực tiếp cái cô premium này thôi. Nhưng trên thực tế nếu mà đúng ra cô phải trừ cái gì? Đúng rồi, gọi là future value của cái premium đấy. Các bạn hiểu chưa? Hiểu chưa? Thế thì từ giờ trở đi nhá, các em lưu ý cho cô này. Cái mức premium này mình nhớ là mình phải tính ra future value nhá. Giờ thay vì mình dùng giá trị 5,25 thì mình phải dùng giá trị tương lai của nó. Biết cách tính future value chưa? Rồi, thế còn nếu như đề bài mà nói rằng là các em không cần tính giá trị tương lai thì các em dùng luôn cái đấy cũng được. Nhưng mà từ giờ trở đi thì đa phần các bài này sẽ yêu cầu các em phải tính future value. Ok chưa? Rồi, trước khi move on thì cô muốn tổng kết lại như sau. Tổng kết lại nhá, summarize lại cho các bạn này. Để có trường hợp này. Thứ nhất là payoff này. ST nhỏ hơn X thì bên short, bên long. Bên long có payoff bằng là 0. ST lớn hơn hoặc bằng X thì bên long có payoff bằng ST trừ X. Được chưa? Vậy thì tổng thể lại cô kết luận rằng là payoff của bên long sẽ bằng maximum của 0 hoặc ST trừ X. Cái nào lớn hơn thì mình chọn. Có được không ạ? Cô biết này được không? Được. Được chưa nào? Và tương tự thì profit của nó sẽ bằng maximum của 0 ST trừ X trừ đi future value của home premium. Được chưa? Công thức cực kỳ dễ nhớ nhá. Sau này trở đi các em không cần phải kẻ bảng lằng ngoằng nữa, nhìn công thức này là được. Được chưa nào? Bây giờ đến bên short nào. Bên short thì lợi nhuận của bên short là lỗ của bên long và ngược lại đúng không nào? Vậy thì khi đó các em sẽ tính được nhá, lợi nhuận ở bên short sẽ bằng là trừ của maximum. Ở đây là payoff. ST trừ X. Đúng không nào? Luôn luôn bị âm.
và lợi nhuận của nó lại sẽ là trừ của maximum. Không, ST trừ X cộng thêm với cái gì? Future value của comp premium. Có dễ nhớ không ạ? Đấy, dễ cực kỳ luôn. Được chưa cả lớp? Rồi, ok, cô nghĩ đây là về comp premium thì mình dừng nội dung này lại ở đây nhá. Buổi học nên mình tạm dừng nội dung ở đây. Ừ, em nói tiếp đi. Rồi, câu hỏi rất là hay. Trong trường hợp này F0 mình không cần dùng tới đúng không? Vậy thì trong trường hợp nào mình cần dùng tới? Đấy là trong trường hợp mà mình định giá cái C này này. Em sẽ thấy rằng là gì? Nếu mà cái sự chênh lệch giữa F0 và X này càng lớn thì cái C của em nó sẽ càng làm sao? Càng lớn. Giả sử như là bây giờ trên thị trường giá cổ phiếu là 170 đô nhưng mà cô lại muốn ký hợp đồng với giá là 165 đô đúng không nào? Thì rõ ràng là cái co premium của cô phải lớn rồi, bởi vì là cô được mua rẻ hơn so với thị trường đúng không nào? Còn nếu mà giá thị trường chỉ là 165 đô mà cô cũng ký hợp đồng mua 165 đô thì rõ ràng là co premium nó nhỏ hơn. Vậy thì cái S0 này nó sẽ rất là quan trọng để cô định giá co premium này. Nhưng mà đấy là cái câu chuyện về sau chúng ta sẽ nói với nhau, mà không phải nói trong buổi hôm nay. Út, bạn nào hỏi gì nữa không? Rồi, thế thì cô sẽ dừng cái buổi học thôi đã nhá, chứ không phải là